Theo ghi nhận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong cả năm 2016, giá cà phê Việt Nam đã tăng gần 12.000 đồng một ký so với năm 2015. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giá cà phê cuối năm 2016 đã chạm mốc 45.000 đồng một kg tại các tỉnh Tây Nguyên, đánh dấu mức tăng gần 12.000 đồng một kg so với năm trước. Tính chung cả năm 2016, cả nước xuất khẩu gần 1,8 triệu tấn cà phê, đạt hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 33% về khối lượng và hơn 25% về giá trị so với năm 2015. Đức và Mỹ là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam năm qua. Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trừ thị trường Tây Ban Nha, thì giá trị xuất khẩu cà phê trong 11 tháng đầu năm 2016 ở hầu hết các thị trường chính của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong thời gian trên, nhiều thị trường nhập cà phê của Việt Nam tăng mạnh là Philippines và Algeria. Riêng Trung Quốc và Mỹ tăng sấp xỉ đến gần 50%. Mặc dù đón nhận kết quả tích cực trong năm qua, tuy nhiên hiện nay mưa kéo dài đã ảnh hưởng đến việc thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên, gây lo ngại về nguồn cung cho xuất khẩu trong ngắn hạn, cũng như chất lượng cà phê bị ảnh hưởng.